Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 tập 2 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 76. Em ôn lại những gì đã học. Bài số 1, câu A. Đọc mẫu số sau theo mẫu. Rồi chúng ta xem cái bài mẫu. Đây là 93.600. Đây là 93.600. Gồm là 90.000, 3.000 và 600. Rồi chúng ta làm để giống cái bài mẫu này ha. Số này là gì đây? 96.821. 9 10 6 nghìn 800 2 10 1. Như vậy là cái số này gồm gì? Còn chỗ này thiếu giấy luôn rồi. Gồm là 90.000 là 6.000 này là thiếu rồi. Này ghi ra là số nè. 96.821 gồm là 9 là 90.000 rồi, 6 này là 6.000 800 này là 20 và một đơn vị. Bài này là 95.070 9 15.000 070. À, chúng ta 95070 gồm gì? 90.000 này là 5.000 này là 0.000 0.000 chúng ta khỏi cần ghi. Chúng ta ghi là 70 thôi. Bài này là 95.031 95.000 0.031. Rồi cái này là số này là gồm gì? Số 95.031 gồm 90.000 5.000 trăm này bỏ, này là 30 một đơn vị. Bài này là 92.643 92.643 số 92.643 gồm 90.000 2.000
600, 40, 3, 3 đơn vị. Đọc qua tiếp theo là câu B. Trong các số ở câu A, số bé nhất là số lớn nhất là. Rồi chúng ta xem. Số này, số này, số này và số này. Rồi như vậy chúng ta xem số nào là số bé nhất. 96, 95, 95, 92. À, như vậy là số này là số bé nhất. Rồi. Số bé nhất là 92.643. Và số lớn nhất là chúng ta thấy là con số 96, 96.000. Rồi. Rồi là 96.821. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 2. Câu A, chúng ta điền vào những cái số chỗ cái ô trống này. Chúng ta xem hai con số này coi như thế nào đây. 87.529, 87.530. Chúng ta thấy hai số nó liền kề nhau không? Nó liền kề nhau. Nó tăng dần. Vậy thì bây giờ chúng ta ngay chỗ này là 27. Cái đuôi 27 chỗ này sẽ đuôi nó là 26. 87.526. Rồi 7 thứ 8, cái đuôi của nó là số 8, 87.528. 9, 30, 31, 87.531. Bài này là 23.460, 23.465. Tăng dần 5, 5, 5. Nó lấy này cộng 5 ra số này cộng 5 ra là 65, cộng là 5 là 70. Nghĩa là 23.470. 70 là 75, 23.475. 75, 80, này 85, 23.485. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, làm tròn giá bán mỗi quyển sách sau đến hàng nghìn. Quyển truyện này là quyển truyện cổ tích Việt Nam này là bao nhiêu đây? 54.200 đồng. Nhưng mà người ta yêu cầu là làm tròn đến là đến hàng nghìn. À, đấy hàng nghìn, đấy hàng nghìn là hàng này, à, hàng nghìn này thì chúng ta sẽ xét cái số, cái chữ số có hàng trăm bên tay phải. Và nếu như mà nó từ số, nếu như từ số 0 tới số 4 á, thì chúng ta giữ nguyên. Còn nếu như á, nó từ số 5 mà tới số 9 á, thì cái chữ số mà muốn làm tròn á, chúng ta cộng thêm 1. Như vậy chỗ này là đây là số 4, chúng ta muốn làm tròn số này. Thì chúng ta xét số này nó thuộc ở trường hợp 1. Trường hợp 1 thì con số 4 vẫn giữ nguyên. Mấy chữ số sau chúng ta sẽ thay bởi chữ số 0. Như vậy thì cái này chúng ta sẽ làm tròn là 54.000 đồng. Rồi số này làm tròn. Rồi. Muốn làm tròn hàng nghìn thì chúng ta xét cái hàng trăm. Hàng trăm là 8, nó thuộc cái trường hợp này. Như vậy là 7 tổng cộng 1 thành 8, 48.000 đồng. Rồi cái này chúng ta xét hàng số 2. Số 2 này là nó trường hợp 1, như vậy vẫn là 26. Tất cả những chữ số phía sau là chúng ta thay bởi chữ số 0. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết tâm đường kính bán kính của hình tròn sau. Đây là tâm, là tâm ô. Đường kính người ta định nghĩa là đường kính là từ bên này qua bên kia, nó thẳng luôn, một cái đường từ bên này qua bên kia nó thẳng luôn và nó đi qua tâm. Như vậy chúng ta thấy có hai cái, thứ nhất là cái CB, thấy nó thẳng không? Thẳng đi qua tâm. Rồi cái này nó không có thẳng. À, cái này nó bị quẹt qua rồi, quẹt qua rồi. Thế là chỉ có đường kính là BC thôi. Rồi bán kính là nó xuất phát từ tâm, nó đi ra ngoài đường tròn này,
Rồi, như vậy là OC, OB, OA và OD. Và trong này có 4 bán kính. Chúng ta qua tiếp theo câu B. Khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Trong hình tròn tay, O là trung điểm của BC. O đây là trung điểm BC, đúng, tại vì cái tâm, tâm cho nên nó sẽ chia cái đường kính nó ra làm hai phần. Như vậy là O là trung điểm của BC, đúng. O là trung điểm của AD. Như vậy không phải. Trung điểm của một cái đoạn thẳng thì nó phải là nằm trên cái đường thẳng đó. À, cái đường thẳng đó, còn cái này nó không phải đường thẳng. À, cái này nó không phải là cái đường thẳng. Cái này nó bị cong rồi, này cong. Khi nào mà nó thẳng như thế này nè, mà cái điểm nằm giữa nó chia hai cái đoạn thẳng nó bằng nhau, nó mới gọi là trung điểm. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Câu A, mỗi đồng hồ sao chỉ mấy giờ? Cái này là 2 giờ. Đây là 30, 35, 40, 2 giờ 40, 10 phút. Cái này là 11 giờ. Đây là 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48 phút. Câu này là 3 giờ 20 phút. Câu này là 5 giờ rưỡi. Hay gọi là 5 giờ 30 phút á, hay gọi là hai cách khác là 5 giờ 30 phút. Rồi cái trường hợp này thầy sẽ viết thêm một cái cách viết nữa. Cái này là 3 giờ kém, hai cách viết, cách nào cũng được. 3 giờ kém 20 phút. Rồi cái này là cách viết nữa là 12 giờ kém. Kém đây là 5, 10, 12 phút. Nè, 5, 10, 11, 12, 12 phút. Đó là hai cách viết, chọn cách viết nào cũng được. Chúng ta qua tiếp theo, bài B. Khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Ngày 30 tháng 8 là thứ 3, thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đi xác định này. Thứ nhất là ngày 30 này, tháng 8. Tháng 8 là có bao nhiêu ngày? Đây, đây là cái ưu đầu tiên là tháng 8 này. Này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy cái ưu đầu tiên chúng ta đánh số 1, 2, sủng xuống là 2, nhô lên 3, sủng xuống 4, nhô lên, sủng xuống, nhô lên. Như vậy tháng 8 chúng ta xác định được nó là 31 ngày. Như vậy chỗ này là 30 này, 31. Đó là của tháng 8. Rồi bây giờ tiếp theo là ngày 1 là của tháng 9 này. Ngày 2 là của tháng 9. Người ta họ nói là ngày 2 tháng 9. À, ngày 2 tháng 9 là thứ mấy? Như vậy là người ta nói là ngày 30 tháng 8 là thứ 3. Thầy ghi là đúng đó là thầy ghi thứ, nhưng mà thầy ghi số ngày chỗ này chặt quá, thầy ghi số 3 là thứ 3. Thứ 3 là đây là thứ 4. Đây là thứ 5. Ở đây là thứ 6. À. Rồi là ngày 2 tháng 9 đó là thứ 6, đáp án là C. Chúng ta qua tiếp theo. Bài số 6. Quan sát tranh trả lời câu hỏi sau. Nó bắt đầu đây là 7 giờ. 7 giờ đây là bao nhiêu đây? 7 giờ đây là 30, 35, 40. Như vậy bắt đầu đây giờ là 7 giờ là 40 phút. À. 7 giờ 40 phút. Và kết thúc đây là 11 giờ 25 phút.
Rồi chị Huyền bắt đầu công việc vào lúc mấy giờ và kết thúc là mấy giờ? Trong này người ta họ không nói là bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà người ta họ nói là chị Huyền bắt đầu làm việc lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ. Rồi giờ đây 7 giờ 40 phút, như vậy là bắt đầu là bắt đầu là 7 giờ 40 phút. À, nếu như cái trường hợp khác thì là 8 giờ giờ kém, à 8 giờ kém kém bao nhiêu? 5, 10, 15, 20, kém mà 20 phút. Rồi kết thúc lúc là 11 giờ 25 phút. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.